Em định kêu cha đốn ruby bỏ nè. Năm đầu tiên nhà em trồng đó anh, mà chán quá đi. Ruby nhà em gần 2.000 cây luôn. Hu hu. Em xin chào bà con và các bạn. Hôm nay em đi theo ông anh đến thăm cái vườn ổi ruby, và em sẽ cập nhật tình hình trái ổi ruby tại vườn và mật độ trồng ổi ruby trên địa bàn quận Ô Môn, để cho bà con và các bạn thêm một số cái thông tin tham khảo về cái việc mà có nên trồng ổi ruby trong cái thời gian tới nữa hay không. Mua số nhiều, bây giờ hỏi cái chị nãy ở đây có vườn ổi nào nhiều bán quá chừng vài tấn không? Nay thì chắc chưa có, vài tấn không có, nhưng mà như của thằng em tôi bắt đầu nó gộ nè, là hôm bữa lẻ ổi lê bên đó nó nhiều đó. Cái này không phải ổi lê nha. Ruby. Tôi ổi ruby không à? Này thì ruby em biết rồi, còn bên đó. Bên đó ổi lê thì có máu hết trơn rồi, cái đó mà ông muốn qua đây thì ông phải ông đi gom cực lắm, đâu có miếng nào bự đâu. Cái đó ông phải đặt lái con ở đây nè, rồi nó gom cho ông á. Ông mua ổi lê chứ không phải ruby hả? Ruby ông mua luôn, nữ vàng ông mua luôn. Hết trơn luôn mà. Ruby đâu ông mua như thế thì được thì tôi bán cho. Sau cái thời gian mà ổi giảm giá và đầu ra chậm, ở những cái video clip trước em cũng có chia sẻ thực tế ở cái nhà vườn của em, thì hiện tại gần đây cũng có một số cái nhà vườn thì ổi chín trên cây thì lái cũng không cắt kịp. Thì hôm nay cũng có một cái thông tin vui cho bà con và các bạn trồng ổi, là bao hôm nay đã có rất nhiều lái đến xem vườn và cắt ổi cho bà con và các bạn, đặc biệt là ổi lê. Ổi lê giá tại vườn hôm nay đã được 4.000 đồng một ký. Nhưng mình theo mình khảo sát thì điển hình như cái vườn ổi lê nhà mình thì lứa này thì đã không còn trái nữa. Bởi do ảnh hưởng cái việc mà giá ổi giảm như cái lứa ổi chín thu hoạch không kịp vừa rồi, cũng ảnh hưởng cái đợt trái lần này của nhà vườn. Thì ở cái video clip này em chia sẻ về cái việc mình trồng ổi ruby và giá ổi ruby hiện tại. Thì giá ổi ruby hiện tại thương lái thu mua tại vườn là từ 7.000 đến 8.000 đồng một ký. Đó là giá thương lái thu mua tại vườn. Thì có một số nhà vườn ổi ruby chín á, thì chủ vườn bán. Thì điển hình như hồi sáng có cái vườn của ông anh em bán là giá 7.000 đồng một ký. Còn đối với một số nhà vườn ổi ruby vừa đến lứa với giá 7-8.000 thì chủ vườn chưa chịu bán. Bởi vì hồi năm rồi, trước khi trồng ổi ruby là cái giá là trung bình từ 15 đến 20.000 đồng một ký giá tại vườn. Thì đến cái thời điểm này 6.000 đến 7.000 đến 8.000 đồng một ký ổi ruby thì nó rất là rẻ đối với chủ vườn trồng ổi ruby. Thì em cũng vừa cập nhật xong cái giá ổi ruby trên địa bàn hiện tại giá tại vườn. Thì em cũng cập nhật thêm về cái mật độ trồng ổi ruby trên địa bàn. Thì ở trên cái video clip em đang quay, bà con và các bạn cũng đã xem được cái cây ổi ruby và cái vườn ổi ruby này. Thì một số như chủ vườn đã chuyển sang ổi ruby từ năm rồi. Đến năm nay hiện tại cũng có một số chủ vườn đang lên vườn trồng ổi ruby. Thì ở cái video clip này em chia sẻ để cho bà con và các bạn thêm một số cái thông tin có nên trồng ổi ruby nữa hay không, đối với giá hiện tại là 7 đến 8.000 đồng một ký. Thì do cái công tác bán hàng của các trại giống quá là tốt, các trại giống đặc biệt là trại giống ổi ruby, người ta chỉ nói về cái ổi ruby là năng suất cao, giá ổn định, mang lại kinh tế cao, năng suất cao. Thì ở đó là tại cái thời điểm là 15 đến 20.000 đồng một ký, người ta nói giá ổn định, kinh tế cao. Nhưng mà bây giờ hiện tại 7 đến 8.000 đồng một ký thì đâu có cái trại giống nào mà lại người ta cam kết được cái việc đó đâu. Chủ yếu là người ta nói về cái tại cái thời điểm 15 đến 20.000 đồng một ký để cho bà con mình thấy được cái lợi nhuận đó, mà ồ ạt trồng thì cái kết quả là hôm nay 7 đến 8.000 đồng một ký. Thì em chia sẻ trên YouTube cũng có một số bà con và các bạn cũng hỏi ở đây, ở trên đây thì em cũng có kết bạn Zalo với một bạn cũng khóc mướt hết trơn, chồng ổi ruby. Thì trước đó cũng có một cái cuộc trò chuyện qua lại giữa em và cái bạn này rồi, thì em cũng hỏi là em chồng ổi gì,
thì em mới bảo là ổi gì cũng có mà ruby là nhiều nhất anh ơi. Em định kêu cha đốn ruby bỏ nè, năm đầu tiên nhà em trồng đó anh, mà chán quá đi, ruby nhà em gần 2.000 cây luôn, hu hu. Rồi em cũng xin chào bà con và các bạn. Thì ở cái video clip này em chỉ chia sẻ và cập nhật về cái giá ổi ruby và cái mật độ trồng ổi ruby hiện tại trên địa bàn, để cho bà con và các bạn nào có dự định trồng ổi ruby thì có thêm một số cái thông tin để mà tham khảo có nên trồng nữa hay là không. Em xin chào bà con và các bạn.